căng thẳng tiến độ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 đến đây đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng đạt 100%, cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng, chỉ còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật đang di dời. Trong đó, hai vị trí cột điện cao thế ảnh hưởng đến tiến độ thi công hai dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Dây. Về triển khai thi công, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tổng giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đến hết tháng 8 năm 2022 đạt khoảng 28.076,17 trên 57.075,32 tỷ đồng, tương đương 49,2% giá trị hợp đồng, giảm khoảng 1,17%. Trong đó, 4 dự án hoàn thành năm 2022, sản lượng trung bình đạt 67,5% giá trị hợp đồng, chậm 1,25%. 4 dự án hoàn thành năm 2023, sản lượng trung bình đạt 49,3% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch. 2 dự án hoàn thành năm 2024, sản lượng trung bình đạt 17,3% giá trị hợp đồng, chậm 4,2%. Về quản lý chất lượng, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, xác định dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông là dự án trọng điểm, yêu cầu cao về chất lượng. Ban chỉ đạo của Chính phủ đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án coi việc quản lý chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu, không vì chạy theo tiến độ mà bỏ qua chỉ dẫn kỹ thuật thi công, nghiệm thu của dự án. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu thiết kế để triển khai thi công, từ kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào đến kiểm soát chặt chẽ quy trình thi công, công tác thí nghiệm, nghiệm thu, tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại bất cập nếu có. Ngoài ra, để bảo đảm chất lượng, các dự án đều lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm định để kiểm tra độc lập về chất lượng. Đồng thời, dự án được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tổ chức kiểm tra định kỳ. Các khuyến cáo của Hội đồng trong các đợt kiểm tra đã được các bên liên quan nghiêm túc rà soát, có giải pháp thực hiện, đảm bảo chất lượng của dự án.